Xin chào tất cả các chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách sử dụng khoáng cho ao vèo giai đoạn đầu trong thời điểm nuôi tôm mùa lạnh. Như chúng ta đã biết, nuôi tôm mùa lạnh sẽ khó khăn hơn rất nhiều do những cái biến đổi thời tiết khí hậu dẫn đến những cái thay đổi của môi trường ao nuôi. Tôm trong cái thời điểm này cũng dễ xảy ra những cái trường hợp bệnh về gan tụy, bệnh về đường ruột, hay là tôm khó lậu, lậu không cứng vỏ, tôm bị công thân đục cơ, hay là tôm giảm ăn. Nguyên nhân: khi nhiệt độ môi trường nước xuống thấp thì hàm lượng oxy hòa tan trong nước cũng thấp và những cái khoáng chất trong ao nó cũng hòa tan yếu, dẫn đến sự thiếu khoáng làm cho tôm khó hấp thụ, dẫn đến cái sức đề kháng tôm yếu, là cái nguyên nhân dẫn đến những cái bệnh đặc hữu trong nuôi tôm mùa lạnh. Để khắc phục cái nhược điểm đó thì bà con chúng ta nên, thứ nhất là tăng cường cái hệ thống oxy hòa tan, như là chạy quạt nhiều hơn, chạy oxy đáy bằng cách là chạy oxy hay là sụt lũi. Thứ hai, bổ sung hàm khoáng hữu cơ vào trong ao nuôi, tăng kết hợp giữa tạc trực tiếp khoáng và trộn vào thức ăn cho ăn. Công ty Minh Cang có cái khoáng hữu cơ, đó là Rebic hữu cơ, giúp cho tôm lột xác nhanh hơn và cứng vỏ nhanh hơn. Silen hữu cơ giúp cho tôm tăng cường được cái sức đề kháng, chống stress của môi trường. Ngoài ra chúng ta còn có bổ sung cái bộ ba vi sinh làm cho nước nó trong và sạch hơn, ổn định cái pH, và kết hợp trộn men đường ruột hay bổ gan vào trong thức ăn để cho tôm nó hấp thụ tốt hơn. Cái nuôi tôm mùa lạnh này cơn tôm nó sức đề kháng nó yếu, nên là bà con chúng ta phải đặc biệt dẫn đến cái khoáng nó cho nó tốt thì nó mới tạo cái sức đề kháng của tôm nó tốt hơn. Như cái ao chúng ta đang xem là mới cái 6 ngày tuổi nhưng xài khoáng ngay từ ban đầu nên lột xác rất là nhiều và tôm trong nhá mình nhìn phát triển rất là tốt, gan ruột đồ tương đối là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các anh chị và các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ, đăng ký và ủng hộ kênh Công ty Minh Khang. Nhớ bấm vào nút chuông thông báo để nhận được video sớm nhất khi Công ty Minh Khang đăng video mới. Còn trong quá trình nuôi, các anh chị có thắc mắc gì, vui lòng comment bên dưới video hoặc liên hệ vào hotline 0985 029 029. Xin cảm ơn.